Hãy subscribe.
trước nó bán hết cả nồi niêu xong chẳng có cái chợ vừa nồi thế là cứ đến đây mua một thứ mang về để lấy may, thế là thân đấy họ mang hết các thứ ra bán, mua được một thứ để lấy may. Đôi khi là làm một cái gì đấy nhiều người họ cũng thấy may nó có thể nó đi được. Thì cũng vẫn là em vẫn thích mua cái cây đôi lươn ấy. Gì thích này. Này nó lại còn bãi để xe cả. May mà. Đằng kia là đi qua kia đây. Đi vào đây chưa nhỉ? Đây chợ cây nêu rất nhiều. Ở đây cây nêu rất nhiều. Nhiều học vấn.